CDT News. Thải độc tố làm sạch gan mật bằng một loại rau có nhiều ở Việt Nam. Ngải cứu tuy có vị đắng nhưng lại khá hiệu quả trong việc hỗ trợ chức năng gan và sức khỏe toàn diện mà chưa chắc nhiều người đã biết. Nhắc đến ngải cứu, chắc hẳn nhiều người sẽ lắc đầu vì đây là loại rau có vị đắng, hơi khó ăn một chút, nhưng ngải cứu có mùi thơm, tính ấm và được sử dụng lâu đời trong dân gian và trong đông y để giảm đau nhức, cầm máu, điều hòa khí huyết. Còn gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể, nằm ngay phía dưới lồng ngực phải. Gan đóng nhiều vai trò quan trọng khác nhau trong việc bảo tồn sức khỏe của con người như thải độc, tích trữ các vitamin cần thiết, hỗ trợ tiêu hóa cùng với sự tiết mật. Rau ngải và gan có thể nói là một sự kết hợp không hề tồi, bởi ngải cứu là loại thảo dược có thể giúp chức năng gan hoạt động ổn định và khỏe mạnh hơn, cụ thể như sau. Giúp tăng tiết dịch mật. Gan và mật là hai bộ phận nằm ngay sát nhau và có mối liên hệ mật thiết. Việc ăn ngải cứu có thể giúp làm giảm tình trạng viêm túi mật, dịch mật tiết ra ổn định và tất nhiên hỗ trợ gan thực hiện phần việc của mình tốt hơn. Làm sạch gan mật. Uống trà ngải trong một thời gian ngắn có tác dụng làm sạch gan, mật và hỗ trợ chức năng gan và túi mật. Thải độc tố. Tác dụng làm sạch gan đồng nghĩa với việc các độc tố cũng được loại bỏ ra khỏi cơ thể. Những độc tố này có thể từ bên ngoài xâm nhập vào nhưng cũng có do chính bên trong của cơ thể tự tạo ra. Cải thiện hệ tiêu hóa. Gan có nhiệm vụ cùng tham gia vào quá trình tiêu hóa và chuyển hóa thức ăn thành các chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể. Nếu gan gặp vấn đề thì bộ phận máy tiêu hóa cũng bị ảnh hưởng. Ngải cứu có tác dụng gián tiếp giúp cải thiện tiêu hóa thông qua gan. Giảm lượng đường trong máu. Lượng đường trong máu cao có thể gây hại cho tuyến tụy, gan và sức khỏe tổng thể của bạn. Do đó, ngải cứu rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường và hiện tượng kháng insulin. Kiểm soát đường huyết là điều cần thiết để ngăn ngừa bệnh béo phì, hàm lượng cholesterol và chỉ số chất béo trung tính cao. Hỗ trợ suy gan. Ngải cứu có thể hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị suy gan, nhưng hãy cân nhắc và làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Giảm cơn đau do tắc mật. Khi những viên sỏi gây tắc mật thì ngải cứu được xem là cứu cánh giúp giảm các cơn đau do tắc mật gây ra. Hỗ trợ điều trị vàng da. Hàm lượng bilirubin tăng trong máu khiến cho da và mắt bị vàng, và nguyên nhân vẫn là do chức năng gan kém, hoạt động không hiệu quả. Ngải cứu là loại thảo dược sẽ giúp hỗ trợ điều trị tình trạng vàng da này, làm giảm các triệu chứng rối loạn do gan. Ngải cứu còn giúp làm giảm các vấn đề khác có liên quan đến gan như giảm thị lực, mẩn ngứa, mề đay, hôi miệng, chán ăn, chứng đau nửa đầu. Tuy nhiên, ngải cứu là loại thảo dược có dược tính mạnh. Bạn không nên áp dụng bất kỳ bài thuốc nào quá 3 tháng và nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Việc sử dụng ngải cứu quá nhiều thậm chí còn gây phản tác dụng với gan. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.